Và ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023. Đây là đường Lê Quốc Hưng. Đoạn đường Lê Quốc Hưng này ngày xưa thì cả bán rất là nhiều những cái quầy bán quần áo, cái cửa hàng bán quần áo thường xuyên. Nhưng mà bây giờ thì hầu như là không còn những cửa hàng mà bán quần áo thường xuyên ở đây cả. Ở phía bên kia đường thì đã là chợ Sấm Chiếu. Bây giờ bởi vì ra là buổi trưa rồi, cũng đầu giờ chiều, gần đầu giờ chiều rồi, nên là chợ đa phần cũng đã tan bớt. Nếu mà ví dụ như mà chợ còn á, thì còn những cái sạp bán trái cây thôi, mà những cái sạp mà họ bán trái cây đó, những cái sạp bán trái cây với đủ tất cả các loại hoa quả, dừa, táo, lê, bơm, nho, bận, ẩu, bận, xoài, quen, mua xua. Còn chạy lên nữa ở cái khúc này á, thì mọi người có thể dễ dàng mua được là thịt. Đương nhiên là bây giờ, giờ này là chỉ có thịt thôi nha, chứ còn cá thì giờ rất là hiếm. Hầu như là giờ này người ta chỉ bán thịt heo, thịt gà thôi. Với lại như ô sò, ốc hó thì ở phía bên trái. Cá thì hầu như là giờ ít người bán, chỉ còn có một hai người bán cá thôi. Chờ thì có vẻ như là chờ chuyển mưa thì phải chẳng biết nữa. Ngày hôm qua thì cũng đen đen giống ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì cũng đen đen cũng vậy. Có bà bán vé số, đúng như vé số thì mà làm bữa nay bé năm tà đâu có tính được bà nào đâu, không tính được một người nào luôn á. Giả dụ như mua vài trăm nghìn tiền có số chứng định trăm nghìn chứng được hai số cuối là cực, nhưng mà mình thấy thì mình vẫn muốn mua, muốn mua giúp người ta vậy đó. Mặc dù là giúp đỡ những cái người đó thì mua giùm họ thì họ được có một người hai người gì không.
Tân Thuận. Trời còn ưa một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì nắng đã lên. Hình tấn thép, hình tấn tín thép. Wow, nắng rất là gay gắt luôn.
chỗ giữa hè nó nằm ở phía bên tay trái, ở phía bên kia đường. Mình qua mình giữa hè. Và mình đông vô. Nó có một thấy chưa được 2 giờ trưa nữa. Mà đường phố rất là đông. Và những cái chuyến xe tải xe hàng chạy trên đoạn đường này nhiều lắm luôn. Xe đầu kéo và đá lửa luôn. Đoạn đường này rất là ghê. Cả nhầm